là hai team đấy và tích đội để đánh phản công chứ không cần thủ à? Liệu có vạch lát được hay không? Đây, một mạng, hai mạng đang chém dao và cái mạng chém dao sẽ dành cho Vancouver. Một mạng rồi. Chiến thắng như Diamat hay không? Nhưng ở khu vực side B vẫn còn một con nanobomb đến từ Diêu Kyuroi nha, Team Z. Và bây giờ thì quả nanobomb này sẽ kích hoạt và khiến cho các thành viên của bên phía Diamat mất thêm thời gian để có thể di chuyển vào trong B. Attacker, wow, một góc đứng có thể nói là khá điểm cho Attacker và ngay lập tức Lonely cũng phải nằm rồi. Spike đang cố gắng được đặt. Lizotone lên bạn của Jessica và triple kill cho Lizotone. Attacker cần phải có một tiếng ace clutch. Và vô hình chung thì cái tường này nó khiến cho vị trí của Lizotone cần phải có một pha móc máy mới có thể tiếp cận được vào Attacker nha. Nhưng Attacker đang muốn tìm Lizotone vì nãy giờ Lizotone cũng là người lộ vị trí rồi và Attacker liệu có thể clutch được trong tiếng này không? Đây kia Hyper với phía Diamat đang rất nhiều máu. Một chủ động trốn đến từ bộ đội Diamat rồi. Fake một nhịp, Chiori sẽ là người đầu tiên lắp ra và người đóng tiền phải nằm xuống. Chỉ có một mình vị trí Lizotone mà thôi. Attacker One biết vị trí ở đâu rồi. Lắp ra, ấy dành cho vị trí của Attacker One. Wow, một tình huống ấy clutch. Không biết đến các thành viên của bên phía team Chiros cả. Có lẽ là họ cần một cái đại điện trấn cơ. Để chờ đợi cái ulti của Grid thì sự nó sẽ là hơi lâu. Matrix vừa rồi cũng bắt đi rất thống rồi. Ngày thi đấu mà không phải nhất thống hay là mèo không bay, mà đơn giản là các thành viên bên phía Đông Phan không cho họ khoảng trống để có thể chơi game. Tiếp tục nỗ lực đối với các thành viên của đội tuyển Heroes chúng ta để làm cái tiếng counter flash đến với các thành viên của đội tuyển Heroes là khó chịu như thế nào. Unix đổi được một nhưng Matrix bắt được mèo thành công, tiếp tục đẩy ra lên với Matrix, không cho đối phương có đường để thở. Và liệu có một tiếng ace dành cho Matrix hay không đây? Lại đơn giản đấy là 2v2 một lần nữa. Các thành viên của Team Serious có thể làm được spike được không đây? Ok, vẫn còn những cái blast back có thể bay ra nếu muốn. Đức Tì là người kết thúc về Suga với Akashi lộ vị trí. Akashi có một bạn và Đức Tì cũng phải nằm xuống dưới tay của Akashi. Một tiếng blast 1v2 thành công để cho các thành